Tiếp theo đây thì chúng ta sẽ cùng cập nhật những tin tức thời tiết cùng với biên tập viên Minh Châu. Chị Minh Châu ơi, không biết là hiện tại thì diễn biến của cơn bão số 7 như thế nào rồi ạ? Vâng chị Yến, hiện tại thì cơn bão số 7 đang trong giai đoạn mạnh nhất và cường độ bão lúc sáng nay đã mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 14 ạ. Và trong 1 đến 2 ngày tới thì bão sẽ đi lên phía Bắc Tây Bắc, gặp không khí lạnh sẽ suy yếu nhanh. Cường độ bão giảm dần xuống còn cấp 10, sau đó là áp thấp nhiệt đới. Và khi nằm trên vùng biển phía Tây của khu vực Bắc Biển Đông thì chỉ còn là một vùng áp thấp mà thôi. Còn về thời tiết trên đất liền thì hầu khắp cả nước đều có nắng. Đáng chú ý nhất là phía Nam như tại thành phố Hồ Chí Minh thì đang vào chuỗi ngày giảm mưa, nắng nhiều và nóng dần. 4 ngày gần đây, như quý vị có thể thấy thì nhiệt độ liên tục tăng từ 30 lên 34 độ, cảm giác nóng hẳn lên. Nguyên nhân được cho là bởi gió Tây Nam ẩm đang tạm thời yếu đi, thay vào đó là đới gió Tây Bắc thổi từ đất liền ra biển, có tính chất khô và xua tan mây. Đới gió này thì sẽ còn duy trì ở Nam Bộ trong ít nhất là 1 đến 2 ngày nữa. Ngay chiều nay, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục nắng mạnh và nóng. Dự báo lúc 14 giờ, nhiệt độ sẽ tăng lên 34 độ, trời nắng đến cuối chiều. Và sau đó đến buổi tối thì nhiệt độ mới dịu xuống khi mà còn 30 độ và 27 độ vào lúc 22 giờ. Còn đối với thủ đô Hà Nội thì đang trong những ngày cuối thu, thời tiết đẹp, trời nắng hanh hao, nhiệt độ buổi trưa vào khoảng 30 độ. Lưu ý độ ẩm thấp nhất chỉ vào khoảng 45%, nên là quý vị chúng ta sẽ cảm thấy khá khô. Và vừa rồi đã là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Ngay bây giờ xin mời trở lại với Chuyển động 24 giờ.